Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với nội dung của bộ phim Đột Phá Thương Khung. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Ở tập trước, Tiêu Viêm sau một thời gian dưỡng thương cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Viêm đã phát hiện ra rằng mình sắp có thể đột phá cảnh giới lên đấu hoàng. Anh ta đã thông báo cho mọi người chuyện này, rồi cũng nhân cơ hội hỏi Hải Ba Đông về chuyện của hồn điện. Mở đầu cho tập phim, trong khi ngoại giới bởi vì chuyện Vân Lam Tông mà bàn tán không ngừng, Tiêu Viêm cả ngày trong mật thất kiệt lực đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị khỏi hẳn, hơn nữa không lưu lại bất kỳ di chứng nào. Tiêu Viêm lần này bị thương so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều là nặng hơn không ít. Bởi vậy, muốn khỏi hẳn không chỉ cần thân thể của hắn cường hãn hơn người khác mà bản thân hắn cũng tinh thông luyện đan thuật. Tuy nhiên, thời gian tiêu phí không phải ngắn, mà Tiêu Viêm đối với việc này chưa từng tỏ ra vội vàng, sao động. Loại sự tình chữa thương này không thể đi đường tắt được, nếu không càng khiến cho thương thế thêm nặng thì là tình huống càng thêm nguy hiểm. Đối với thực lực của Tiêu Viêm thì chịu một ít đả thương không đáng sợ, đáng sợ chính là thương thế vạn nhất lưu lại di chứng sẽ trở thành trở ngại rất lớn cho việc sau này đánh sâu vào đẳng cấp cao hơn. Tiêu phủ, một nơi yên lặng trong mật thất, Hắc Bảo thanh niên ngồi ngay ngắn ở trên giường đá, hai tay kết ấn, hơi thở nhịp nhàng kéo dài, mỗi lần hơi thở phun ra nuốt vào làm không gian chung quanh xuất hiện ra một trận dao động, một cỗ năng lượng mà mắt thường có thể thấy được theo hơi thở nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Năng lượng phun ra nuốt vào kéo dài hơn 1 giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt ra. Một đạo hỏa mang nhàn nhạt xẹt qua đồng tử tối đen rồi nhanh chóng biến mất, con ngươi đen nhánh dần dần trở nên bình thản, không gợn sóng. Lúc này Tiêu Viêm cũng liền cảm nhận được đấu khí ở trong cơ thể của mình dần dần được khôi phục đến 6 phần lúc trước. Trong lúc tu luyện, Tiêu Viêm không ngừng lẩm bẩm: "Lão sư yên tâm, ta sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực, sau đó sẽ đi cứu người cùng với cha của ta." Ngoài trừ những lúc trị thương cho bản thân mình, Tiêu Viêm cũng không ngừng nghiên cứu luyện chế phệ sinh đan. Hắn cũng muốn nhanh chóng có thể tìm ra cách luyện chế để cứu Tiêu Lệ. Sau một thời gian dài, cuối cùng Tiêu Viêm cũng chịu ra khỏi mật thất. Vừa đi ra đến ngoài, liền có thuộc hạ đến thông báo: "Tam thiếu gia, đại thiếu gia nói nếu như thấy ngài đi ra thì xin mời ngài đến phòng khách." Nghe được lời này của thuộc hạ, Tiêu Viêm liền đi đến phòng khách tìm Tiêu Đỉnh. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm đã đến bên ngoài phòng khách, nghe được bên trong truyền xa âm thanh của hai người Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Ngoài ra vẫn còn có một giọng nói không xa lạ của nữ tử. Tiêu Viêm phân biệt một chút liền biết được tình hình, như là người bên trong chính là yêu dạ công chúa của hoàng thất. Tiêu Viêm nhìn thấy nàng ta thì liền hỏi: "Không biết công chúa đến đây có việc gì?" Yêu dạ nhìn thấy Tiêu Viêm hỏi vậy liền cất lời: "Ha ha, Tiêu Viêm tiên sinh, muốn gặp ngài một lần mà thật sự không dễ dàng. Yêu dạ hai ngày này đã đến đây nhiều lần, cuối cùng cũng gặp được. Tiêu Viêm tiên sinh giúp hoàng thất chúng ta miễn trừ một mầm họa lớn, ta tới thăm chẳng lẽ còn cần lý do sao?" Tiêu Viêm cười lắc đầu, cũng không thèm nói gì thêm, khẽ nhướng mày nhìn thẳng vào yêu dạ. Hắn không tin đối phương thật sự là tới thăm thương thế của hắn. Bị Tiêu Viêm nhìn chằm chằm như thế, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của yêu dạ kiên trì một hồi, không biết phải làm sao cho nó tiêu tán. Trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi nói: "Nghe nói Tiêu Viêm tiên sinh chuẩn bị xây dựng thế lực tại Sa Mã Đế quốc." Tiêu Viêm nghe thế vậy liền nói: "Tộc nhân của Tiêu gia ta có không ít, muốn bảo vệ gia tộc đương nhiên ta cần phải có đủ lực lượng để thủ hộ." Yêu dạ nghe thế vậy cũng nói: "Đối với việc Tiêu Viêm tiên sinh muốn thành lập thế lực, hoàng thất chúng ta sẽ không phản đối gì, thậm chí có thể giúp tiên sinh một tay, thế nhưng mà cũng hy vọng chuyện của Vân Lam Tông sẽ không xảy ra một lần nữa." Nghe được những lời này từ yêu dạ, Tiêu Viêm đáp: "Điểm này thì công chúa cứ yên tâm, Tiêu Viêm ta không phải Vân Sơn, chỉ cần hoàng thất không âm thầm sở trò với Tiêu gia ta là được, Tiêu Viêm ta cũng sẽ hết lòng tương trợ hoàng thất." Yêu dạ công chúa nghe được những lời này từ Tiêu Viêm đã là khiến nàng vô cùng yên tâm. Sau đó hai người bắt đầu bàn về những lợi ích, kèm theo đó là những sự giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, yêu dạ liền chậm rãi rời đi, một lát sau liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Đình khi mà thấy công chúa yêu dạ đã về, bắt đầu lên tiếng: "Theo lời của ngươi về việc thành lập thế lực, ta đề nghị đem mấy đại gia tộc của đế quốc cùng với luyện dược sư công hội đều tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành một cái thế lực liên minh. Như vậy, trong thời gian ngắn có thể làm cho thế lực lớn nhanh, không cần từng bước rườm rà như là ban đầu. Hơn nữa hiện giờ có hoàng thất ủng hộ, sau này có thể ở trong phạm vi của đế quốc thu thập những người mới có thiên phú tu luyện cũng không tồi. Về lâu về dài mà nói, đối với chúng ta có điểm rất tốt." Tiêu Viêm cũng không ngần ngại mà liền đồng ý với Tiêu Đỉnh. Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì đột nhiên có thuộc hạ và thông báo có Nạp Lan tiểu thư đến xin gặp Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra. Nạp Lan tiểu thư tất nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng mà nàng tìm mình có chuyện gì sao? Tiêu Viêm liền nói với thuộc hạ cho nàng ta vào. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên một thân áo bào
cao, lúc này chậm rãi đi tới. Tiêu Viêm thấy nàng ta liền nhẹ giọng hỏi, Đẹp Nan tiểu thư đến tiêu phủ của chúng ta có chuyện gì sao? Đối với bộ dạng lạnh nhạt này của Tiêu Viêm, Đẹp Nan yên nhiên khẽ cắn môi, một lát sau mới mở miệng nói, sư phụ muốn gặp người một lần cuối cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên mở đi, từ từ nắm chặt bàn tay, âm thanh dần dần trở nên lạnh lùng nói, một lần cuối cùng sao? Tốt nhất ngươi đừng nói cho ta rằng nàng đã làm chuyện gì ngu xuẩn. Ta nói rồi, mặc dù đệ tử của Vân Lam Tông bây giờ đã giải tán, thế nhưng mà ta như cũ vẫn có thể đem bọn họ tìm ra. Lông mày của Nạp Lan yên nhiên hơi cau lại rồi nói, sư phụ sẽ không làm cái loại chuyện này. Nếu ngươi bằng lòng đi gặp thì ngươi hãy đi theo ta, còn không muốn về sau có lẽ cũng không có cơ hội. Nói xong nàng cũng không đợi Tiêu Viêm đáp lời mà xoay người bước ra ngoài. Tiêu Viêm lúc này dường như không có sự lựa chọn, hắn liền quyết định đi theo Nạp Lan yên nhiên. Trước khi đi, Tiêu Viêm đưa cho Tiểu Lệ một quyển trục rồi nói, nhị ca hãy thay ta tìm những dược liệu này, ta có việc quan trọng cần dùng nên càng nhanh càng tốt. Ra khỏi tiêu phủ, Nạp Lan yên nhiên liền hướng về phía ngoài thành bay đi. Tiêu Viêm nhíu mày nhanh chóng bay theo, bay ra khỏi đế đô, tốc độ của Nạp Lan yên nhiên vẫn không giảm mà trực tiếp lao về hướng của Vân Lam Sơn. Thế Tiêu Viêm suy nghĩ một chút rồi lần nữa tiếp tục theo sau. Lấy thực lực hiện nay của hắn cũng không cần phải lo Nạp Lan yên nhiên sở trò gì hay không, tuy rằng nàng cũng có thực lực đấu vương đỉnh phong, thế nhưng nếu phải giao thủ thật sự, Tiêu Viêm chắc chắn có thể đánh chết trong vòng 10 hiệp. Tốc độ của Tiêu Viêm khẽ nhanh hơn một chút, một lát sau liền theo sát Nạp Lan yên nhiên xuất hiện ở phía trên Vân Lam Tông, thân hình đứng giữa không trung. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua tông môn đã trở nên vắng vẻ cùng trống không. Giờ phút này Vân Lam Tông đã không có nửa điểm ồn ào náo nhiệt nhiều trước kia nữa, cả tông môn khổng lồ không thấy nửa bóng người. Gió thu thổi qua, một đống lộn xộn trên sân rộng có vẻ vô cùng hoang vắng. Nạp Lan yên nhiên lúc này liền thở dài rồi nói, mọi chuyện đến bước này người đã vừa lòng chưa? Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Nạp Lan yên nhiên đang phẫn nộ, âm thanh bình thản rồi nói, nếu ngươi thấy cảnh ngày đó của Tiêu gia ta bị Vân Lam Tông thiếu chút nữa đến giết chó gà không tha thì còn nói như vậy hay không? Nạp Lan yên nhiên khựng lại, cũng không nói được gì. Trong khoảng thời gian này nghe Vân Vận kể lại, nàng cũng biết được những việc làm ngang ngược cùng với huyết tinh của Vân Lam Tông mấy năm nay là như thế nào. Hai người bay một hồi lâu, cuối cùng thì cũng đến sau núi Vân Lam Tông. Nạp Lan yên nhiên đến đây liền nhẹ giọng nói, lão sư ở trên vách núi, chính người đi đi. Sau ngày hôm nay, có lẽ ta sẽ cùng với lão sư rời khỏi Sa Mai Đế Quốc, sau này nói không chừng sẽ rất ít trở lại. Nghe vậy Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt trầm giọng nói, rời đi sao, đi đâu? Nạp Lan yên nhiên có hơi một chút buồn bã, thở dài một tiếng rồi nói, còn chưa biết, đấu khí đại lục rộng lớn mênh mông như vậy, ta cũng đã sớm muốn đi ra ngoài lịch lãm một phen, lần này đi cùng lão sư, nói không chừng về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp lại. Sau khi nói xong những lời này với Tiêu Viêm, nàng ta liền rời đi, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn bóng lưng của Nạp Lan yên nhiên. Tiêu Viêm cắn răng, lao nhanh lên trên vách núi. Một lát sau xuất hiện trên vách núi, bước chân dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chỗ nhô xa trên vách núi, một nữ tử mặc quần áo trắng, thanh nhã đứng ở đó, mái tóc đen bóng mềm mại thả ra, gió nhẹ thổi qua tay áo bay bay, thoát tục và tĩnh lặng, giống như đã nghe được tiếng bước chân rất nhỏ kia. Nữ tử đột nhiên thở dài, thấp giọng nói, ngươi tới rồi sao? Sắc mặt của Tiêu Viêm có một chút không tốt, chậm rãi tiến lên trầm giọng nói, ngươi muốn rời khỏi Sa Mai Đế Quốc? Nữ tử chậm rãi quay người lại, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, nàng chính là Vân Vận. Giờ phút này đôi mắt đẹp của nàng khẽ liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nói, Vân Lam Tông đã không còn tồn tại, ta ở lại cũng đã không có ý nghĩa gì, ta ở Sa Mai Đế Quốc này đã mệt mỏi nhiều năm như vậy, có thể đi ra ngoài một chút cũng tốt. Nhìn ánh mắt mang theo một tia xa xút của Vân Vận, Tiêu Viêm cắn chặt răng rồi nói, đấu khí đại lục rất nhiều cường giả cực kỳ nguy hiểm, ngươi là một người con gái, đi lịch lãm không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Gia Ma Đế Quốc này mặc dù không phấn khích như thế giới bên ngoài, thế nhưng lại có thể bảo vệ an toàn của ngươi. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm, Vân Vận mỉm cười chậm rãi đi tới, mang theo một làn hương thơm, chợt đem một mai nạp sới màu xanh đậm để vào trong tay Tiêu Viêm, cảm thụ được cảm xúc mềm mại chuyển đến từ trên khuôn mặt, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng dần dần nhu hóa. Đối với nữ tử trước mặt này, hắn không thể không có chút cảm giác nào. Tiêu Viêm lúc này liền tiến lại gần mạnh mẽ ôm lấy nàng, gương mặt trắng nõn như tuyết của nàng hiện lên một chút phấn hồng, khẽ dãy dụa ra nhưng lại bị Tiêu Viêm ôm càng chặt hơn, dãy dụa không có kết quả, Vân Vận cũng đành phải chấp nhận nó. Ở trên vách núi, nam nữ ôm chặt lấy nhau, phóng thích ra tình cảm lửa nóng trong lòng. Tại một khúc quanh ở vách núi, bàn tay mềm mại của Nạp Lan yên nhiên khẽ cào vào trong vách đá, ánh mắt phức tạp nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở phía xa xa. Tới đây thì tập phim của chúng ta đã hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.